Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, dưới tác động của hai đợt dịch COVID-19, hơn 60% lao động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tại địa phương phải tạm ngừng, nghỉ việc. Điều này khiến cho ngành du lịch thành phố gặp nhiều khó khăn cho quá trình phục hồi trở lại sau COVID-19. Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu tình hình mới lại càng đòi hỏi cấp thiết. Từ sau ảnh hưởng của hai đợt dịch COVID-19, công tác tuyển sinh của một số cơ sở đào tạo có chuyên ngành về du lịch trên địa bàn thành phố cũng gặp không ít khó khăn do tâm lý lo ngại về việc làm sau khi ra trường của thí sinh. Dù vậy, không ít trường lại xem đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để thích nghi một cách năng động hơn với bối cảnh mới. Chúng tôi cũng hướng theo một cái chương trình hết sức là mềm dẻo. Các cháu có thể học ở chương trình chính và một số cái chương trình nghề phụ để các cháu thích ứng được với cái sự chuyển đổi của thị trường lao động trong cái tình hình mà dịch COVID cũng như là cái sự phát triển của du lịch trong tương lai. Bên cạnh việc đẩy mạnh các giờ học trực tuyến, nhiều đơn vị đã tăng cường kết nối với doanh nghiệp du lịch để tăng số lượng các giờ học thực hành, thực tập, tăng cường tương tác thực tế để sinh viên nắm bắt kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của thị trường lao động trong tình hình mới. Hướng của em là hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà với tình hình du lịch như vậy thì em cảm thấy cũng rất là hoang mang rất là nhiều, nhưng mà em lại tin tưởng trang bị cho mình những cần thiết cho cái sau khi mà dịch COVID-19 hết và em có thể có đủ cái kiến thức cũng như là kỹ năng để có thể trở thành một hướng dẫn viên. Hiện Đà Nẵng có hơn 20 đơn vị có đào tạo về du lịch. Tuy nhiên, số lượng nhân lực du lịch mỗi năm mà các cơ sở đào tạo cung cấp chưa tới 1.000 người, bằng khoảng 20% nhu cầu thực tế. Đó là chưa kể đến mối liên hệ giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà sử dụng lao động vẫn còn rời rạc. Việc thông tin về định hướng phát triển nhân lực du lịch, nhất là thông tin dự báo nhu cầu lao động, các tiêu chuẩn ngành, nghề đến các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chưa thực hiện thường xuyên. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tác động một cách mạnh mẽ đến ngành du lịch của địa phương. Nhà trường cũng phải hiểu được rằng cái cần của doanh nghiệp là cần về cái nghiệp vụ chuyên môn, cần về tác nghiệp tốt, cần về ngoại ngữ và cần về các cái kỹ năng để phục vụ khách. Do vậy, cái giải pháp chủ động này là phải thể hiện sự đón đầu giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tất nhiên nhà trường và doanh nghiệp phải tự tìm đến nhau. Chứ nhà trường không tìm đến doanh nghiệp mà doanh nghiệp không tìm đến nhà trường thì chắc chắn nguồn nhân lực chúng ta sẽ không bảo đảm. Được biết, nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch, nhiều trường cũng đã mạnh dạn đổi mới chương trình đào tạo về du lịch, trong đó linh động hơn trong việc tiếp cận áp dụng chuẩn nghề du lịch của Việt Nam, đồng thời chủ động xây dựng ngân hàng số về việc làm và nhân lực du lịch, tạo điều kiện để kết nối cung cầu về nguồn nhân lực giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Đây được xem là những hướng đi đúng đắn nhằm tạo tiền đề vững chắc cho quá trình phục hồi ngành du lịch thành phố về lâu dài.